Các chuyên gia sản khoa đều khuyến khích phụ nữ nên nuôi con bằng sữa mẹ vì đây là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đủ sữa nuôi con chắc chắn cũng là tâm niệm của rất nhiều bà mẹ ngay từ khi mang thai. Tuy vậy, xung quanh việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng có rất nhiều những quan điểm đã lỗi thời và lạc hậu. Là một người mẹ thông thái hiện đại, phụ nữ cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức để bước vào hành trình nuôi con bằng sữa mẹ một cách hiệu quả và tốt nhất. 1. Không cho trẻ bú sữa non. Rất nhiều người nghĩ rằng không nên cho con uống sữa non vì trong đó có rất nhiều chất độc bào thai hoặc sữa non thường trong vắt, chẳng có vị gì và cũng không bổ dưỡng gì cho con cả, nên bỏ đi lượng sữa non đó. Nhưng các bác sĩ đã chỉ ra rằng đây là những điều không có cơ sở khoa học. Sữa non có kết cấu đặc, nhiều đạm và giàu các hoạt chất miễn dịch. Nó giúp ích rất nhiều cho việc phòng chống một số bệnh ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, sữa non còn giàu nguyên tố vi lượng, cao hơn rất nhiều so với sữa tiết ra giai đoạn sau đó. Vì vậy, mẹ đừng lãng phí nguồn dinh dưỡng đắt giá này cho con. 2. Ăn súp hầm móng giò làm tăng lượng sữa. Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn tin rằng những món ăn như hầm chân giò, súp, chân chó sẽ giúp cho mẹ có thêm nhiều sữa. Nhưng thực tế, sữa không hề tiết ra nhiều hơn, đổi lại nó chỉ làm mẹ trở nên phát phì mà thôi. Nếu bạn thực sự cần bồi bổ nâng cao sức khỏe sau khi sinh thì đây là những món ăn có thể bổ sung vào thực đơn, còn chỉ với mục đích có nhiều sữa cho con bú thì đây không phải là giải pháp hiệu quả. 3. Sử dụng prolactin để tăng sữa mẹ. Prolactin là một loại hormone có tác dụng kích thích việc tiết ra sữa mẹ. Nhiều người thường bách nhau sử dụng prolactin để gia tăng lượng sữa cho con. Mặc dù đây cũng được xem là một phương pháp có thể tác động tới lượng sữa, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề cần lưu ý. Prolactin hiện tại được bán tràn lan ngoài thị trường, rất dễ để mua vì nó được đóng gói sẵn. Nhưng nếu người bán không có chuyên môn, tay nghề cao, rất có thể sẽ khiến cho người mẹ uống hàm lượng quá nhiều, gây ra tắc bầu vú, viêm nhiễm vì lượng sữa tiết ra nhiều. Do đó, các bác sĩ không khuyến khích việc tự ý mua prolactin về uống. 4. Nuôi con bằng sữa mẹ, người mẹ phải ăn kiêng nhiều món. Để trẻ có đầy đủ dinh dưỡng, người mẹ phải ăn nhiều loại thức ăn bổ dưỡng khác nhau. Nhưng cũng có những người nói rằng nên kiêng các loại như là kem, lẩu, đồ uống lạnh. Mặc dù vậy, đây chỉ là quan điểm có phần không đúng. Các mẹ không cần phải quá kiêng kem các loại thực phẩm ăn vào. Tuy nhiên, những thực phẩm không lành mạnh như là rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích, các mẹ vẫn nên tránh xa. 5. Nên để dành sữa cho con ăn. Nhiều bà mẹ trẻ cũng được khuyên rằng nên tiết kiệm sữa để đảm bảo cho con có nguồn sữa ăn đủ no. Điều này được hiểu là sau khi con bú, nếu người mẹ cảm thấy ngực căng tức thì cũng không nên vắt ra mà phải để dành chờ khi con bú. Chính cách làm sai lầm này khiến mẹ ít sữa đi, nguyên nhân là bởi vì cơ thể và não bộ của người mẹ có chức năng điều tiết. Khi trẻ bú xong, người mẹ có tâm lý để dành không vắt sữa ra. Nếu sữa căng tràn, lập tức não bộ có thể lầm tưởng rằng lượng sữa tiết ra đã nhiều hơn nhu cầu nên ngừng ra lệnh tiết. Tình trạng đó kéo dài sẽ dẫn đến việc mẹ ít sữa đi, không đủ sữa cho con bú. Do đó, sau khi con bú, nếu cơ thể tiết ra sữa nhiều, người mẹ đừng ngần ngại vắt sữa và lưu trữ. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm những thông tin đúng đắn và tự tin nuôi con bằng sữa mẹ.